xin thưa bà con cô bác. Rồi, xuống lá dâm rồi nè. À, vậy là ông tạ bắt đầu đón Tết rồi nè bà con. Trường này trường Tân Bình nè, hồi xưa là trường Thánh Tâm. Bà con có bác thấy chưa? Ông tạ bắt đầu đón Tết rồi. Đây là người dân người ta buôn bán lá dâm nè, mấy cái khuôn làm bánh chưng. Lá dâm làm bánh chưng. Giá dâm quá trời. Chỉ ông tạ là cái này mà bày ra là bắt đầu may mắn. Mà năm nay sao bày sớm ha? Cái tiệm tơ hồng này hồi xưa là tiệm chụp hình đó bà con. Tiệm tơ hồng hồi xưa là tiệm chụp hình. Nhưng tiệm vàng Bảo Tín. Trời ơi, bao nhiêu căn đều thụt vô, chỉ có tiệm tơ hồng này là không thụt vô luôn nè bà con. Hay quá ha. Rồi đây là ngã ba ông tạ. Hồi xưa là bên kia là bán thuốc gì, thuốc rê. Tiệm bánh Lan Hương vẫn còn nè. Bà con có bác xem. Đây con đường này là con đường đi vô ông tạ nè. Con đường này là con đường Phạm Văn Hai, hồi xưa là Thoại Ngọc Hầu. Hồi xưa chợ ông tạ là bắt đầu từ đây nè bà con. Bán thịt chó, con đường này là đó là nổi tiếng bán thịt chó, mà chợ cũng nhiều lắm. Nguyên con đường này vào dịp Tết là rất là đông đông vui mà náo nhiệt lắm. Đến đầu thập niên 2000 á, ba mẹ còn có nhớ năm 2002 ba mẹ còn có đi lên đây nè bà con. Cũng vui lắm. Con đường này vẫn là còn cái chợ nha bà con. Ba mẹ còn nhớ năm 2002 á. 12 22 là hơn 20 năm về trước á là con đường này nó vẫn là cái chợ. Nhà thuốc ông tạ nè, cái chợ ông tạ nè. Đây, xin thưa bà con bác, đây là chợ ông tạ. Trước mặt bà con bác đó là nhà của gia đình ca sĩ Văn Tử á. Bên trái, bên phải ta. Bà con của bác nào còn nhớ bà con. Hẻm này hồi xưa là đi hẳn vô là xóm nghĩa địa. Cái hẻm này người ta gọi là hẻm gà. Đây, cái nhà lồng của chợ Phạm Văn Hai xưa ở đây. Chợ ông tạ chứ quên. Xưa đâu có chợ Phạm Văn Hai. Đến năm 8 mấy á, bắt đầu mới có chợ Phạm Văn Hai. Rồi cái hẻm bên đây nè, xưa là đi vô cái chợ Hà Nội. Công an phường ở đây. Đây, bên kia là ngõ cổng bơm. Hồi xưa cái trước năm 75 nó có hai cái vỏ bơm. Nhưng mà chủng trước năm 75 là người ta đã bỏ vỏ bơm rồi nha bà con. Cái cổng này bà con quá đang thấy là nó trước năm 75 đó. Cầu này là cầu ông tạ nè. Hồi đó có cái cầu đi thẳng ngang qua luôn. Rồi mình đi thẳng xuống tới đây chút xíu có cái cầu sạn. Bên kia là hẻm số 158.
hình như là hẻm Cấp Tiến ha. Đây đây là xưa là sân đảo ở hẻm này. Đây là xứ Tần Chi Linh, bên kia là xứ Bình Sơn. Đại Lợi, chùa Hiển Quang, chợ này là chợ Phạm Văn Hai nè, bữa chợ này nó đông lắm. Đến năm hồi xưa trước năm 75 đây là cái nghĩa địa. Đại thập niên 80 bắt đầu giải tỏa nghĩa địa này, xây cái chợ này. Cái chợ này dịp Tết đông lắm. Rồi những người mà sau này dọn về đây ở bà con, không có biết gốc gác á, thì cho rằng đây là chợ ông Tạ. Nhưng mà không phải nha, chợ ông Tạ là cái chỗ hồi nãy ba mày cầu chỉ á. Còn chợ này là giải tỏa nghĩa địa, đặt tên đó là chợ Phạm Văn Hai luôn. Hồi xưa đó là dời cái chỗ mà công si heo á, ngay chỗ cái ngõ cổng bơm á bà con, giờ về đây nè. Cho nên là có thể gọi đây là chợ công si heo. Quá, nhưng mà cũng không gọi là công si heo được. À, chợ bán thịt heo. Tại vì lúc đó là hồi xưa trên kia là có mổ heo luôn, nhưng mà về đây là chỉ bán thôi chứ không có mổ nữa. Rồi sau này cái chợ thịt heo này mới dời về chợ Bình Điền. Tới cái chợ dịp Tết mà chạy vô chợ mệt lắm. Ba mày cầu quẹo. Trời ơi, con đường nó nhỏ xíu rồi. Chết cha rồi, sao quẹo. Ôi cha, cũng được. Vô cái rồi đụng à. Ba mày cầu chạy ngang qua đây mình đi ra luôn nha bà con. Tết nhất mà mình chạy xe vô chợ mệt lắm. À. Chạy cả ngày không mỏi tay chứ chạy vô chợ cái hồi là rụng cái tay luôn á. Hồi đó đây là cái con đường này, đường Tân Sơn Hòa nè bà con. Hồi đó ngay đây có cái đình Tân Sơn Hòa. Rồi đến năm hình như đến năm 89 á. Đến năm 89 lúc mà giải tỏa cái nghĩa địa này nè bà con. Giải tỏa xong nghĩa địa này là cái đình Tân Sơn Hòa giờ vô bên trong kia luôn. Cho nên đó có cái đình Tân Sơn Hòa ở đây, thành thử ra người ta đặt cái tên đường này đường Tân Sơn Hòa.
đây là đường Ngô Thị Thu Minh. Con đường này hồi đó nó còn, trước đó nó còn mang một cái tên nữa. Tại vì ba mươi cầu nhớ là thập niên 2000 ba mươi cầu lên đây á, là con đường này nó mang một cái tên khác. Bánh mì bà được Quảng Ngãi. Ở đây còn có một cái chợ nữa bà con, người ta gọi là chợ Lăng, Lăng Gia Cả đó. Bên kia là đường Nguyễn Trọng Tiễn, ở đó như là đường Nguyễn Minh Chiếu. Đường này đường Bùi Xuân, phở Tái Lăng. Wow, cái Tái Lăng này là nổi tiếng nhất là của phở Thìn á, phở Thìn Lò Đúc á, là phở Tái Lăng. Nó thơm lắm mà con, trước khi bỏ vô phở người ta xào trước. Này cháo lòng ba mày còn thích ăn nè, 374 mày đồng quá ha. Cái tiệc kia mà có ông phở Thìn nữa bà con, hồi xưa ổng bán ế lắm bà con. Cái tiệm kế bên á là mấy bán bán đắt ế, là ổng tổ chức một cái tiệc chiêu buổi sáng á, là ổng gõ rồi bắt đầu ổng làm, rồi bắt đầu cái ông xào ổng thịt bò cho nó mùi bốc hơi lên, bắt đầu cho rửa chén xém tung lên cái à, cho cái mùi nó bốc qua bên kia. Dân bên đó chịu không nổi, cuối cùng cái họ chuyển từ bên đó, họ chuyển qua bên ổng mua hết, rồi cuối cùng là cái tiệm kia là phải bán dọn đi nơi khác. Tiệc chiều của phở Thìn Lò Đúc đó bà con. Đó là cái mùi thơm của cái bò Thái Lăng. Với Lucidita à. Ngày mai 7 giờ tối ngày mai là ba mẹ còn có cái điện thoại S24 rồi đây. Ban đầu ba mẹ còn tính mua cho vợ ba mẹ còn thôi, nhưng mà sau đó thấy nó quảng cáo ghê quá, công nghệ AI gì đó, tùm lum hết. Thế là xin thưa với bà con của bác, ba mẹ còn đã quyết định rồi, ba mày còn mua luôn. Thế là thành thử ra ba mày còn mua một cặp. Con đường này đường Lê Văn Sĩ nè, hồi xưa là đường Trương Minh Ký. Thế là hai vợ chồng ba mơ còn mua một cặp S24 giống nhau luôn, xài cho nó đồng bộ. Còn cái máy của bà kia thì cho lại thằng Michael nó xài. Nó giờ nó cũng lớn rồi, nó cũng có bạn bè nó cũng có Zalo tùm lum hết. Thì để bà Michael để lại cho nó xài.
Bên đây là nhà thờ Ba Chuông nè bà con. Làm mấy cái ô dù ha cũng đẹp quá, có sáng tạo. Sĩ. Thuê mặt bằng, bán mặt bằng. Đây nữa nè, nhà cho thuê.